Lần đầu làm Sigo mận Hà Nội cuối mùa mận nó ghé ghề à, mua về làm để dành uống từ từ. Sigo mận Hà Nội đã tới. Bây giờ là giai đoạn giữa tháng 6 rồi, nó trùng với cái tháng Raymond luôn. Cùng lúc này là mận Hà Nội, thời điểm này nó hết mùa, bởi vậy nó ghẻ dữ lắm. Cái này mới vô mùa hả cô? Này mận cherry, này mận Sapa, này mận Hà Nội. Đầu mùa mua 140 ký, giờ tới cuối mùa còn 45 ngàn ký à. Mà nó chín mềm hết trơn rồi, phù hợp làm mứt, chứ ăn sống không có giòn không ngon nha. Cô nói tao bán hết cái mâm này tao nghỉ. Cuối mùa không ai ăn chứ mày ơi. Rồi mua xong tranh thủ chạy về mận. Nè mua mận về nè. Ủa mua gì này dữ thần vậy? Trời anh không biết đâu, cái này là sa le giữa tháng 6, tiệc sa le đa sắc. Trời ơi mua lên ta lên tin nữa gì phải không? Không có. Ôi đâu, em coi like với coi review của mấy anh chị kỹ dữ lắm á. 10 lần bắt gặp 9 lần khóc mà lần nào cũng có nguyên nhân hết trơn. Em coi review lại coi livestream nên hiểu rõ sản phẩm. Lúc đầu Sen Đá nói không có dám mua, mà nhờ có TikTok Shop rồi mới an tâm lụm về vậy đó. Mà công nhận nha mọi người, hôm tôi coi lướt cũng thấy mấy anh chị livestream trên TikTok Shop mỗi người có màu sắc khác nhau, mà sản phẩm cũng đa dạng chất lượng nữa. Thôi khoan đi, đợi tôi chút. Nói trước bước hôm qua, để tôi mận xong cái Sigo mận rồi tôi khui cho mọi người coi luôn. Để làm cái Sigo mận, mọi người sơ chế gọt sạch vỏ, nhớ là rửa với nước muối cho nó sạch luôn. Nguyên liệu để làm cũng đơn giản à. Ngoài mận ra thì mình chuẩn bị thêm một miếng khóm nhỏ nữa, một xíu xi muối, đường thì mình sẽ chuẩn bị nửa ký nha. Bây giờ mình sẽ cắt mận làm hai làm ba gì đó tùy thích. Được cái này mất cái kia, mận cuối mùa nó không có giòn nhưng mà nó ngọt nha. Thiệt sự là cái Sigo này hồi đó tôi cũng biết rồi, mà mận đầu mùa nó mắc quá ông cố nội ơi. Rồi mận cắt xong để đó, còn khóm thì mình cắt ra nhỏ nhỏ mình xay cho nó nhuyễn, đừng bầm cực lắm. Rồi cái khúc này quan trọng bắt đầu này. Lấy cái này bỏ vô cái này, rồi đổ cái này vô luôn, rồi cho thêm miếng này vô nữa, cuối cùng là nguyên cái này trộn lộn lại với nhau. Rồi nguyên cái mớ này thì mình sẽ cho nó tan đường, để đâu đó tầm khoảng tiếng, nhìn mấy con này bơi là hết tiếng. Sau một thời gian thì đường nó cũng tan hết rồi mọi người. Ồ, nó ra nước hết rồi, bây giờ mình sẽ đem đi sên nha. Tiếp theo là đổ cái mớ này vô cái chảo này, rồi lấy cái giá này quấy, lúc sên cái mớ này trên cái chảo này, nhớ lấy cái giá này hớt bọt cái này. Lúc đầu cứ để lửa bự sên đi, sên hồi dặn lửa nhỏ sên tầm khoảng tiếng thì mình sẽ được cái Sigo mận Hà Nội. Đợi cho nó nguội chút rồi quậy nồi uống cho nó đã, múc gan miếng rồi cho thêm miếng nước vô, rồi bỏ thêm đá gì nữa là uống đó, khỏi bỏ đường nữa nha. Độ ngọt mình nêm vậy là vừa phải luôn rồi, còn cái phần còn lại bỏ vô chai để dành uống từ từ. Sigo mận Hà Nội đã tới. Thơm. Cái này ngọt hanh đó mọi người. Tao uống thử coi. Mất hầm phức. Cái mùi nó thơm không thua gì mùi mất dâu đâu mọi người. Nó có mùi thơm thơm của mận á mọi người, nhưng mà nó không có chua. Mình lại miếng mất rồi đi. Mất rồi, mất sên rồi đó. Đúng không nè? Uống mấy đây. Nè uống đi. Cái gì vậy trời? Thở chê mọi người. Mọi người cứ làm thử đi mới cảm nhận được cái hương vị của nó.